Các bạn ơi, bản tin ngày hôm nay SEA Games của chúng tôi đã trở lại rồi sau một cuối tuần khá là dài, không có sự update về thông tin SEA Games. Bây giờ chúng ta trở lại. Tâm điểm chắc chắn rồi, đó chính là sự xuất hiện của Maria Ozawa trên khán đài của sân Rizal Memorial trong trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Trận đấu có tính chất quyết định và có lẽ lý do xuất hiện của Maria Ozawa cũng chính là lý do chính đáng nhất cho bàn thua rất tệ hại của huấn luyện Bùi Tiến Dũng. Có lẽ ở trong tình huống đó thì anh mải nhìn Maria Ozawa hay sao ấy, khi mà lờ đá lờ đỉnh đẩy bóng ngay vào đầu của tiền đạo Indonesia khiến chúng ta bị thủng lưới. Thông tin vui vậy thôi nha, bên lề Sport vỉa hè chỉ nói thì vui thôi nha, còn nguyên nhân thế nào thì phải hỏi Bùi Tiến Dũng nha. Nhưng không thể phủ nhận sức nóng của trận đấu có sự góp mặt của Maria Ozawa trên khán đài của sân Rizal Memorial. Và điều này thì các phóng viên của Việt Nam đã chụp ngay thấy được, tình lắm, sòi kỹ lắm. Dù cho Maria Ozawa có ngụy trang đến mấy chăng nữa, ngồi lẫn lộn trên khán đài đi chăng nữa, chúng ta vẫn super sòi thấy cột ấy ở trên khán đài. Đúng như dự đoán, trận đấu trước thì cô ấy bảo cô ấy sẽ trở lại, bởi đơn giản là cô ấy ủng hộ Indonesia, bởi đơn giản là cô ấy đã nổi tiếng ở Indonesia, đã đóng phim đàng hoàng nha, không phải là phim gì đâu, phim đàng hoàng đấy, ở đất nước vạn đảo cô ấy đã đóng phim ở đấy rồi, nghiêm túc đấy. Và Maria Ozawa đã từng là đại diện của một hãng cá cược bóng đá, cá cược thể thao ở xứ sở vạn đảo cũng như là Philippines. Đấy chính là lý do mà cô ấy xuất hiện, không phải là vì các cầu thủ Việt Nam đẹp trai hay là vì yêu cầu thủ nào đó đâu. Nó có nguyên nhân cả đấy, nhưng không sao, sự xuất hiện của Maria Ozawa đã khiến cho trận đấu bùng nổ, và càng bùng nổ hơn khi mà chúng ta có hai bàn thắng ở các phút tiếp theo của Thanh Trung và của Hoàng Đức. Hoàng Đức là người hùng, cũng không biết có phải là vì quan sát thấy Maria Ozawa trên khán đài hay không mà Hoàng Đức quả đấy nã kinh thế, không cho thủ môn của Indonesia cơ hội cản phá. Thắng trận là vui rồi, nhưng sau đó thì có thể thấy là rất nhiều màn ăn mừng. Trong đó có màn ăn mừng của các cổ động viên Việt Nam ngay tại Philippines. Ngay tại Philippines nha, sau cái chiến thắng này. Chiến thắng này thì chúng ta có lợi thế đi tiếp vào bán kết thôi, chứ chưa phải là có đặt chân hẳn đâu. Bởi vì Indonesia hai trận tới họ chỉ gặp những đối thủ rất là yếu, đó là Lào và Timor Leste, 6 điểm với họ là chắc chắn rồi. Trong khi chúng ta phải gặp Singapore và Thái Lan, không dễ dàng chút nào đâu. Niềm vui thì có đấy, nhưng mà khó khăn thì vẫn chờ đợi trước mắt. Nhưng trong cái trận đấu này thì có quá nhiều những phàn nàn, và trong đó thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì anh Quốc Khánh, một MC biên tập viên thể thao cứng cựa, cũng đã phải nhận rất nhiều gạch đá, không biết là đủ để xây villa chưa, của cư dân mạng dành cho anh, khi mà sai lầm của Bùi Tiến Dũng dẫn tới bàn thua đó. Thì anh Khánh lúc đó bình luận giữa trận thì có mới bảo là rút gọi điện thoại ra, gọi điện cho Văn Lâm với ý đồ là chôn một chút cho khán giả vui thôi. Nhưng không hiểu sao mà cư dân mạng hôm nay tràn ngập dành cho anh ấy sự yêu ái thế, gạch đá nhiều thế. Hay nha. Đó là lý do bình thường thôi, bình thường trong đá giải trí mà, thể thao mà. Và hai nữa là rất nhiều cổ động viên đã đến sân trực tiếp The Rizal Memorial để có thể cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Trong đó có Lý Hùng nha, một diễn viên nổi tiếng nha. Không biết là anh ấy có gặp Maria Ozawa hay không. Mà không biết là Maria Ozawa có hẹn gặp huấn luyện viên Nishio Akira của Nhật Bản hay không. Mà hôm nay ông Nishino cũng đến dự khán trận đấu này, thế mà không ngồi cùng. Úi trời ơi, tiếc thế. Quả ra tuyệt vời trong một ngày thi đấu thăng hoa của U22, ít ra là đã vui đi nữa đã. Chúng ta có người hùng Hoàng Đức, chúng ta có rất nhiều những kỷ niệm đẹp về những cái bàn thắng ở những phút bù giờ này. Cư dân mạng thì đã cho biết là cái khoảnh khắc ghi bàn của Hoàng Đức nó rất giống với cái khoảnh khắc ghi bàn của Hà Đức Chinh tại U23 Thường Châu cách đây 2 năm vào lưới của Iraq nha.
cũng rất là tuyệt vời. Đúng là không có gì ở đâu bằng cư dân mạng Việt Nam. Từ cái thủa nào rồi so sánh rồi đúng hết cơ, quan trọng là đúng hết. Thế mới tài. À, có một cái dành cho Bùi Tiến Dũng này. Ở Thường Châu năm ấy họ ca ngợi anh là người hùng, là niềm vui, niềm tự hào của dân tộc. Còn ngày hôm qua sau sai lầm với Indonesia, chỉ vừa sai lầm thôi, họ quay lưng gọi anh là thằng này thằng kia. Ui dồi ôi, mà cuộc sống mà nhiều khi phải chấp nhận, nhiều khi phải quay lưng đi mà sống, chứ còn không thì để ý với cư dân mạng thì cũng khi là không lớn được đâu. Bùi Tiến Dũng ạ, hồi xưa thì em nhớ là Phí Minh Long chưa, trong trận gọi Long Phượng Tranh Hùng đấy, trận thua toét toét trước U23 Thái Lan ở SEA Games đấy, 2017 đấy. Lấy bài học đấy làm bài học nha, để vươn lên nha, Bùi Tiến Dũng. Cũng hay ở chỗ này một thông tin hay nữa này, đó là sau những thành công gần đây với bóng đá Việt Nam, ông Park thì rất nhiều xe, rất nhiều quà, rất nhiều các thứ ở Việt Nam rồi. Thì INH tiết lộ là sẽ xây một ngôi làng Việt Nam ở quê nhà của huấn luyện viên Park, với vai trò là một cuộc triển lãm mà có rất nhiều quán cà phê bóng đá và nhiều nhà hàng Việt Nam. Các bức họa lấy cảm hứng từ ông Park cùng những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam sẽ xuất hiện tại đây. Và dự án này có giá trị lên tới 4 triệu đô la Mỹ. Hay quá, quả là Hàn Quốc đi đầu trong cái vấn đề về marketing du lịch, quảng bá thương hiệu. Hàn Quốc dự định chi tới 4 triệu đô xây làng Việt ở quê ông Park. Quá hay. Việt Nam và Hàn Quốc đang hợp tác toàn diện và giao lưu nhân dân rất là tốt. Và đây là một cái mà Hàn Quốc họ đi đầu về quảng bá thương hiệu, về rất nhiều thứ. Nhưng thực sự mà nói thì chúng ta phải giành huy chương vàng SEA Games năm nay nha, ông Park. Rồi sau đó sẽ bàn tiếp đến ngôi làng của ông ở Hàn Quốc. Ok, thank you.